hơn 30 năm. Học công thức ở tại Huế qua một tháng, tôi chỉ cần học dôi bột thôi. Cái tôi không học dân thì tôi tự kể. Chị đến đây ăn đã lâu chưa? 12, 13 năm rồi, chị còn học đại học. Ăn ở đây rất nhiều lần rồi. Hồi chị bé tí đã ăn ở đây rồi. Thứ hai. Có cũng hề có bí quyết gì cả. Nước chấm thì thứ giờ tôi pha bằng nước thịt thế thôi. Còn tôm thì tôm tươi, thịt thì tươi, tất cả đều tươi thế thôi. Tôm rất là ngon, thịt rất là ngon, vỏ bánh cũng ngon, nước, ớt, tất cả đều ngon. Ngon. Vỏ bánh ở đây thì rất là đặc biệt, có thể coi là ngon nhất Hà Nội đấy. Chị ăn ở đây xong là chị không ăn được ở đâu nữa rồi.